Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính. Toàn tỉnh gieo cấy được trên 16.000 ha lúa vụ xuân. Nhiều hộ nông dân ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên áp dụng khoa học kỹ thuật cho nhãn ra hoa quả sớm. Nhiều doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra. Huyện Tiên Lữ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Công an huyện Khoái Châu khởi tố 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân. Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 16.000 ha lúa, đạt trên 50% tổng diện tích. Trong đó, các địa phương đã gieo thẳng được trên 7.800 ha, gieo cấy được trên 8.800 ha. Các huyện có tiến độ gieo cấy nhanh là huyện Ân Thi trên 4.700 ha, Phù Cừ gần 3.000 ha, Mỹ Hào 2.500 ha. Hiện toàn tỉnh cũng đã làm đất lần 2 đạt gần 90% diện tích, nguồn nước tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, bà con cần chú ý cấy đến đâu thì phải giữ nước đến đó để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa phát triển tốt. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ trồng cây rau màu vụ xuân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được giao, đồng thời tranh thủ khi thời tiết tạnh giáo, chủ động phun phòng trừ bệnh sương mai và sâu lưu trú qua đông trên cây nhãn và trên các loại cây ăn quả lâu năm. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh về mở rộng diện tích trồng vải trứng Hưng Yên, hiện nay các địa phương trong vùng quy hoạch của huyện Phù Cừ đang tích cực trồng mới, mở rộng diện tích trồng cây đặc sản này. Theo kế hoạch, huyện Phù Cừ sẽ mở rộng 220 ha vải trứng Hưng Yên, tập trung tại thị trấn Trần Cao và 5 xã Phan Xào Nam, Đoàn Đào, Minh Hoàng, Minh Tân, Quang Hưng. Vải trứng Hưng Yên là giống cây trồng khó tính nhưng chất lượng và giá trị kinh tế cao, được người dân nhân giống theo hình thức chiết cành. Từ 5 năm trở lên, cây sẽ cho năng suất ổn định. Từ đầu năm 2020 đến nay, các địa phương đã triển khai cải tạo đất và trồng mới được 30 ha vải trứng, nâng tổng số diện tích vải trứng toàn huyện lên 120 ha, đạt 54% kế hoạch. Trong thời gian trồng và chăm sóc cây vải, nông dân được phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc cây vải trứng theo quy trình Việt Gáp. Những năm gần đây, nhiều chủ vườn nhãn trên địa bàn xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã áp dụng khoa học kỹ thuật cho nhãn ra quả sớm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ở vụ này, toàn xã cũng có trên 80% diện tích nhãn đã cho ra hoa. Vụ nhãn này là vụ thứ tư gia đình ông Đặng Văn Xây, giám đốc hợp tác xã nhãn Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc để nhãn ra quả sớm. Ông Xây cho biết gia đình trồng 1,6 mẫu nhãn gồm các giống nhãn cùi, T6 và nhãn đường phèn, nhận thấy nhãn ra hoa chính vụ thường vào thời điểm thời tiết mưa phùn, độ ẩm không khí cao, ảnh hưởng đến khả năng đậu quả, lại thu hoạch ngắn ngày. Nên những năm gần đây, gia đình đã trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật cho 4 sào nhãn ra quả sớm. Thời điểm này, trong khi các vườn nhãn bắt đầu ra nụ, ra hoa, thì diện tích trên của gia đình đã đậu quả và dự kiến thu hoạch vào tháng 4 âm lịch tới. Năm nay tôi cũng thi là 4 trà. Trà đầu tiên là tôi làm từ hồi tháng 8, thì bây giờ đây là quả này, đây là quả. Đấy, còn các cái trà sau thì ra được trà đang ra hoa, và trời đang báo ra hoa. Giống nhãn sớm thì có cái ưu điểm này, thứ nhất là mình phục vụ cho người tiêu dùng, người nông dân có thời gian chăm sóc, nó giải vụ đi, nó đỡ gọi là chi phí. Xác định nhãn chín sớm thường được thị trường ưa chuộng nên dễ bán, lại cho giá cao gấp từ 2 đến 3 lần so với nhãn chính vụ. 3 năm trở lại đây, gia đình anh Hà Văn Nguyên, thôn Lê Như Hổ cũng áp dụng khoa học kỹ thuật để điều khiển cho nhãn ra hoa, đậu quả sớm. Để nhãn được thu hoạch sớm hơn 1 tháng so với nhãn chính vụ, thì ngay từ tháng 8 năm trước, gia đình đã phải tiến hành chăm sóc cho cây. Gia đình muốn xử lý ra quả sớm thì nó có thu nhập cao, khoảng 45-50.000 cân. Còn nhãn chính vụ thì như năm ngoái là chỉ bán được 20-25.000. Hiện xã Hồng Nam phần lớn các hộ đều áp dụng chăm sóc để nhãn ra quả, thu hoạch sớm. Tuy nhiên, để thành công được như vậy, các chủ vườn phải theo dõi diễn biến của thời tiết, có kinh nghiệm trong chăm sóc và điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả. Hiện tại, các chủ vườn đang tập trung cắt tỉa quả, bổ sung dưỡng chất cho cây để nhãn sớm cho năng suất, chất lượng cao, phục vụ thị trường. Do năng động và tích lũy được kinh nghiệm nên nhiều năm nay, trang trại ươm giống của ông Hoàng Văn Tỉnh, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu luôn đạt hiệu quả kinh tế cao,
mỗi năm cho doanh thu hàng tỷ đồng. Gia đình ông Tỉnh hiện có trang trại rộng 4 mẫu trồng cây giống. Các loại cây giống được ông ươm trồng cũng rất đa dạng phong phú. Ông cho biết, nghề ươm cây giống không tốn nhiều diện tích đất và chi phí đầu tư không quá lớn. Tuy nhiên, quy trình ươm cây giống phức tạp nên đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật gieo hạt, cắt, ghép mắt cây và phải chăm sóc tỉ mỉ thì cây mới sinh trưởng và phát triển tốt. Chính vì vậy, cây giống của gia đình ông làm ra đến đâu được thương lái mua hết đến đó. Trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất bán 15 vạn cây giống như nhãn, cam, bưởi, xoài, hồng xiêm, đem lại doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập 200 đến 450.000 đồng một người một ngày. Hiện gia đình ông còn đang tiếp tục thuê 3 hectare đất trên tỉnh Sơn La để mở rộng diện tích ươm trồng cây giống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp ngành dịch vụ, du lịch, vận tải hành khách bị tác động và chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lượng khách tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh như bến xe khách Hưng Yên, La Tiến, Triều Dương những ngày gần đây rất vắng. Lượng khách tại các bến đều giảm 50-60%. Một số nhà xe cũng giảm 15-20% lượng xe so với trước. Các chuyến xe buýt, xe khách tại Hưng Yên đi Hà Nội những ngày này rất vắng khách. Nguyên nhân là do lượng lớn sinh viên học sinh đang được nghỉ để phòng chống dịch bệnh. Người dân cũng đã hạn chế di chuyển, sử dụng phương tiện công cộng vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Công ty xe khách Thành Công hoạt động tại bến La Tiến, huyện Phù Cử, đi bến Giáp Bát, Hà Nội cho biết doanh nghiệp có 18 xe, mỗi xe chạy 4 chuyến một ngày. Tuy nhiên, những ngày này, xe nhiều nhất cũng chỉ đón được 10 khách, có xe chỉ được 1 đến 2 khách một chuyến, khiến đơn vị bị sụt giảm doanh thu lớn, thậm chí đang phải bù lỗ để duy trì việc phục vụ hành khách ở các tuyến cố định theo quy định. Hiện mỗi ngày, nhà xe đang lỗ từ 15 đến 20 triệu đồng. Mặc dù trong điều kiện sụt giảm doanh thu, nhưng các chi phí khác như lãi vay ngân hàng, các loại thuế, phí, lương cho người lao động, vật tư, sửa chữa, xăng dầu, v.v. vẫn giữ nguyên, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp thì vẫn đảm bảo duy trì tuyến lốt phục vụ cho hành khách đi lại trên tuyến La Tiến Giáp Bát. Công ty vẫn phun phòng chống dịch, thứ nhất là trên xe, thứ hai cũng trang bị khẩu trang cho anh em lái phụ xe và cùng với hành khách để phòng chống dịch. Nhu cầu khách đi lại đối với dịch vụ thì là giảm khoảng tầm 70% so với khi mà không xảy ra dịch. Trong lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp hiện cũng đang lao đao vì tác động gián tiếp của dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Điển hình như công ty cổ phần may thương mại Tiên Lữ, chuyên sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu đi nhiều nước thế giới, nhưng lại phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu của Trung Quốc. Mặc dù công ty đã ký được hợp đồng đến hết tháng 4 năm 2020, nhưng hiện nguyên liệu, phụ kiện cũng chỉ đảm bảo cho 200 công nhân sản xuất đến giữa tháng 3 là hết. Điều đáng nói là nhiều sản phẩm đã hoàn thiện và đóng gói, nhưng vẫn chưa xuất được vào thời điểm này. Cái dịch COVID-19 chưa được kết thúc, mà theo công ty nguyên phụ liệu của chúng tôi thì là đến hết tháng 3 là đã là hết. Người lao động là lo lắng là không có phụ liệu về thì cũng chưa biết làm gì để ổn định cuộc sống. Được biết, nhiều doanh nghiệp cũng đã phải cắt giảm lượng lao động vì thiếu nguyên liệu. Trước những khó khăn này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nhìn lại các điểm mạnh, điểm yếu của mình để cơ cấu lại và tìm ra hướng đi mới chủ động hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, 100% học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng hầu hết các giáo viên vẫn đến trường để làm công việc vệ sinh trường lớp và chủ động có phương án giúp học sinh không bị hỏng kiến thức trong thời gian nghỉ học. Không còn phải làm bạn với giáo án, sách vở, những ngày này, các giáo viên trường mầm non Liên Nghĩa, huyện Văn Giang vẫn thay ca đến trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp, tự làm đồ chơi, thiết bị học tập, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện đón học sinh quay trở lại. Có rất nhiều đồng chí có con nhỏ phải nhờ cha mẹ để quản lý giúp các cô đến trường để hoạt động các cái mảng về chuyên môn cũng như các cái mảng tổng dọn vệ sinh trường lớp để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn. Trong suốt thời gian học sinh được nghỉ học, các giáo viên của trường tiểu học, trung học cơ sở Phụng Công vẫn đến trường như bình thường.
ngoài nhiệm vụ nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới, đóng góp ý kiến để nhà trường triển khai công tác thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa mới, các giáo viên phải duy trì biên soạn giáo án, thiết kế bài tập cho học sinh. Chúng tôi đã thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của các em, giao bài tập về nhà cho các em không bị lãng quên kiến thức. Các hình thức học tập trực tuyến như livestream chữa bài tập, giao bài qua email, Zalo, Messenger, Skype được cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu duy trì thực hiện. Tuy nhiên, số lượng học sinh tham gia hình thức này không nhiều do không phải học sinh nào cũng có máy tính, điện thoại kết nối internet. Chưa kể, phần lớn các trang mạng, ứng dụng học trực tuyến hiện nay mới đáp ứng nhu cầu ôn tập mà chưa hỗ trợ dạy và học kiến thức mới. Do đó, cô Hà luôn phải trăn trở, đưa ra biện pháp khắc phục, tìm các ứng dụng mới tiện ích hơn. Các em vẫn có thể đảm bảo kiến thức để sắp tới còn tham gia các kỳ thi, đặc biệt là học sinh lớp 12. Thế cho nên là cái việc bài vở của chúng tôi không thể dừng được. Chúng tôi phải chấm trả bài ở trên mạng nữa. Thế rồi sửa sang và từng cho từng học sinh một. Thậm chí là chúng tôi còn lại phải quay lại video chữa nữa. Trong thời gian học sinh được nghỉ học, để đảm bảo sức khỏe, giáo viên vẫn phải làm việc. Không chỉ vậy, khi học sinh trở lại học tập, các thầy cô giáo lại tất bật với việc dạy bù, đảm bảo chương trình. Khối lượng công việc của giáo viên trong một năm học không những không giảm đi mà còn tăng thêm. Trò được nghỉ nhưng thầy cô vẫn vất vả. Nhằm nâng cao ý thức tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền hướng dẫn hội viên về cách thức vệ sinh phòng chống dịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào đã tặng 1.000 chiếc khẩu trang vải và 500 đôi găng tay cho hội viên phụ nữ, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn hội viên về cách thức vệ sinh phòng chống dịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng phát động các cơ sở hội, huy động cán bộ hội viên tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên quét dọn tổng vệ sinh môi trường, trồng mới và chăm sóc, trồng rậm trên 60 tuyến đường hoa, góp phần chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, những nét đẹp của quê hương luôn được các địa phương trong huyện Tiên Lữ quan tâm thực hiện. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần khơi gợi ý thức tự giác và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tâm niệm giữ gìn những nếp nhà cổ không chỉ là truyền thống lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha, mà nó còn chứa đựng chiều sâu văn hóa của các gia đình dòng họ ở các xã như Hải Triều, Dị Chế, An Biên hay thôn Dung, xã Hưng Đạo của huyện Tiên Lữ, trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Mặc cho thời gian chiến tranh thiên tai, mặc cho cơn lốc bê tông hóa, với ý thức gìn giữ nếp nhà xưa mà hiện trên địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn còn vài chục ngôi nhà có tuổi đời trên 100 tuổi. Chúng tôi muốn giữ lại cái ngôi nhà cổ này, chính là giữ lại cái truyền thống mà của các cụ ông cha ta ngày xưa đã để lại. Mà có lẽ nó là những cái vật vô giá, nó thể hiện một cái gốc văn hóa của người Việt. Chính những nếp nhà ấy với bề dày truyền thống văn hóa của gia đình, của dòng họ, của địa phương đã hun đúc nuôi lớn biết bao những con người trưởng thành, đem sức lực và trí tuệ của mình làm giàu đẹp cho quê hương. Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, việc bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, trong đó có những nếp nhà cổ được các địa phương coi trọng và lấy đó như là hồn cốt để xây dựng một miền quê văn minh, tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc. Xã Hải Triều thì là một xã có rất nhiều những ngôi nhà cổ. Thì để đảm bảo được các cái ngôi nhà cổ, bản chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thứ hết là đối với các thôn đã các dòng họ họp và thường xuyên để có những cái thôn tạo và gìn giữ được những cái nét cổ của văn hóa. Việc giữ gìn những nếp nhà không đơn thuần là giữ cho cái vỏ của ngôi nhà ấy được lâu bền, mà cốt lõi là lưu giữ những nề nếp gia phong, những giá trị truyền thống. Một trong những giá trị ấy là truyền thống hiếu học. Khi nhắc đến huyện Tiên Lữ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một miền quê có truyền thống hiếu học.
Hiện chúng tôi đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, ngôi trường vẫn được mọi người quen gọi là trường làng. Ngôi trường đã truyền lửa cho nhiều lớp thế hệ và đã sản sinh ra được nhiều học trò đỗ đạt thành tài. Đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 vừa qua, trường đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2019, trường có 20 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tiêu biểu như em Nguyễn Danh Tiến là một trong 7 học sinh cả nước đạt 2 điểm 10 môn lịch sử và giáo dục công dân. Em Phạm Thị Trà Anh là một trong 2 học sinh của tỉnh đạt điểm 9 môn văn. Em rất là tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở quê hương Tiên Lữ, quê hương có truyền thống hiếu học. Trong năm học vừa qua thì em cũng đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong học tập để trở thành một trong 2 học sinh tiêu biểu của Hưng Yên, được 9 điểm văn trong cuộc thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Sang năm mới em sẽ cố gắng phát huy những gì mình đã có và cố gắng học tập thật tốt ở môi trường đại học để sau này góp phần xây dựng cho quê hương Tiên Lữ của mình ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển hơn. Không chỉ có những ngôi trường đi đầu trong sự nghiệp trồng người, huyện Tiên Lữ còn nổi tiếng với những dòng họ hết lòng chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương. Toàn huyện có hàng trăm dòng họ khuyến học, trong đó có 10 dòng họ được Trung hội Khuyến học Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, tiêu biểu như họ Trần họ Đỗ ở xã An Viên, họ Nguyễn họ Trần Văn ở xã Hương Đạo, họ Lương ở xã Nhật Tân. Từ ý thức giữ gìn gia phong trong nếp nhà xưa, huyện Tiên Lữ đã phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, để rồi lớp lớp các thế hệ người con Tiên Lữ lại tiếp tục góp sức mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện và sâu rộng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là tôi phải dốc sức hết mình vì Đảng, còn sức thì tôi vẫn làm. Đó là những lời chia sẻ của ông Trần Đại Nghĩa, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Vân Mạc, xã Vân Du, huyện Ân Thi. Sinh ra ở vùng quê có truyền thống cách mạng, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Trần Đại Nghĩa tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau 10 năm phục vụ quân ngũ, ông trở về địa phương công tác tại trạm y tế xã. Năm 2017, sau khi nghỉ hưu, ông được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Vân Mạc. Hơn 60 năm tuổi đời, gần 30 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều công việc, nhưng ông luôn tâm niệm dù ở vị trí nào cũng luôn phải gần dân, hiểu dân để đưa tiếng nói của nhân dân đến gần hơn với Đảng. Nghĩ là làm, trong 3 năm, ông giữ chức bí thư chi bộ thôn Vân Mạc, ông đã huy động sự ủng hộ đóng góp của nhân dân xây dựng nông thôn mới, tu sửa kiến thiết nhiều công trình của thôn như khu tâm linh, tu sửa giếng làng, đổ bê tông đường làng ngõ xóm, đường giao thông nội đồng với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Nhờ đó mà bộ mặt thôn Vân Mạc hôm nay như khoác thêm áo mới với những con đường sạch đẹp, cây xanh bao quanh trong lành. 2 năm nay, phải nói là chi bộ Vân Mạc cũng đã khởi xuất và đã làm được rất nhiều những cái việc mà từ trước đến nay mà chưa làm được. Và đồng chí Nghĩa cũng là người sống chân thật, thực thà và luôn tận tụy vì Đảng, vì dân, vì nông thôn. Cho nên là cho đến nay đồng chí Nghĩa là cũng người mà được nhân dân tín nhiệm. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng cũng được ông cùng chi bộ hết sức chú trọng, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý của người dân trên địa bàn, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ Đảng và toàn thể nhân dân. Kết quả nhiều năm nay ở thôn Vân Mạc không có tình trạng mâu thuẫn, khiếu kiện vượt cấp, khuyến khích đảng viên trẻ tích cực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế để xây dựng quê hương. Trước khi vào Đảng và cũng đã như vậy là đứng dưới cờ Đảng hứa là quyết tâm phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, và khi được giao các nhiệm vụ thì cố gắng phấn đấu hoàn thành, tạo một cái mối đoàn kết trong chi bộ, trong đảng viên, trong nhân dân. Đặc biệt là công tác Đảng thì càng làm được nhiều bao nhiêu thì người dân thấy được cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, cái lòng tin thì sẽ lớn. Nói được chính nghĩa thì phải nói là một đảng viên xuất sắc, là một bí thư chi bộ, đồng chí luôn quan tâm đến việc triển khai các chỉ thị nghị quyết cấp trên và chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy tới chi bộ và nhân dân. Đối với cái công tác xây dựng Đảng thì đồng chí cũng đã được tuyên truyền vận động và quần chúng nhân dân tham gia vào các phát triển Đảng. Đây cũng là một cái số lực lượng mà chúng tôi cần thiết để vừa qua chúng tôi hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà huyện giao trong công tác kết nạp đảng viên của năm 2019. Với những việc làm thiết thực cụ thể, đảng viên Trần Đại Nghĩa luôn được nhân dân yêu mến, tin tưởng.
Ông vinh dự là một trong 90 đảng viên của tỉnh Hưng Yên được biểu dương khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đảng. Công an huyện Khoai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản tại xã Việt Hòa, huyện Khoai Châu. Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 3 tháng 2, anh Nguyễn Văn Lợi, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, dựng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius ở sân chùa thôn Lôi Cầu để vào lễ. Xe vẫn cắm chìa khóa. Lúc ra về, anh Lợi phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian trộm cắp. Nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành điều tra xác minh. Đến ngày 4 tháng 2, đã làm rõ các đối tượng trộm chiếc xe của anh Lợi là Đàm Trọng Thực, sinh năm 1987, Hoàng Văn Công, sinh năm 1985, đều ở thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến. Trong đó, Thực từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Công có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.